Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất là vui hôm nay em Tuấn gặp lại quý vị các bạn trong một video clip mới. Và ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu một dòng đài nội địa của Sony các bác nhé. Chiếc này được sách tay từ Nhật Bản về. Và dòng đài này có model là CFS W660 các bác nhé. Một dòng đài có độ bền cực kỳ là cao và cầm sách rất là nặng các bác ạ. Phần linh kiện ở trong đài rất là nhiều và nó làm từ những cái chất linh kiện rất là tốt. Từ cái phần thân nhựa cũng vậy, rất là dày dặn và nó cấu thành cái đài nên là rất là chắc chắn các bác nhé. Đây là một dòng đài mà phải nói là dùng từ ăn chắc mặc bền. Nó rất là bền bỉ và tiếng của nó rất hay các bác nhé. Đấy, bác nào đang cần tìm dòng đài Sony mà hàng nội địa Nhật Bản xài điện 100V thì có thể điện cho em Tuấn theo số điện thoại 0822 111 444 để mua sưu tầm chiếc đài này. Và cách đây khoảng độ 1 tháng thì em cũng có bán một chiếc Sony W600 giá 6 triệu 500 ngàn đồng cho một bác khách ở bên Hưng Yên. Và đến tận ngày hôm nay 1 tháng sau thì em mới lại sưu tầm được chiếc Sony W660 này. W600 và 660 thì nó chỉ có khác nhau một tí về phần thiết kế thân vỏ thôi. Còn đôi loa dùng chung của nhau cũng như là tất cả các chức năng đều như nhau và công suất như nhau các bác nhé. Đấy, đấy là em chia sẻ với quý vị các bạn. Và chất âm thì như nhau, nó chỉ khác nhau một tí về cái phần hình thức ở cục giữa một tí thôi. Đấy. Và W660 thì cái model đời sau và nó nâng cấp hơn một tí so với W600. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi cái phần thân nhựa cũng như là hoạt động của chiếc đài này. Mời quý vị các bạn theo dõi nhé. Đây là phần loa bên phải ạ. Những dòng đài nhập từ Nhật nguyên chiếc về thì các bác yên tâm về phần hình thức và cũng như phần chất lượng. Nó còn rất là đẹp vì khí hậu ở bên Nhật cũng khá là tốt và đặc biệt là nó người dân họ rất là giữ gìn, dùng rất là kỹ đồ các bạn. Nên đài các bác để ý này. Zin hết các bác nhá. Cái này không có sơn lại đâu, nó không có sơn lại gì cả. Phần thân vỏ cũng như phần căng sắt này, loa cực kỳ là đẹp luôn. Từ cái phần chrome cho đến phần chữ Sony rồi phần quả bát ở phía trong cũng như là phần nóc này, phần nhựa. Và tất nhiên là quai sách và anten là zin nguyên bản rồi. Không có cái gì lai tạp cả. Nguyên hết các bác nhá. Mà không những nguyên mà đang còn rất là đẹp. Hầu như là xước sắt thì cực kỳ là ít. Đấy, bên trái này. Đây là nóc loa bên trái các bác nhá. Và đây là mặt loa bên trái này. Đấy, cũng còn rất là đẹp đúng không ạ? Đây là phần mặt cục giữa nhá. Đấy, các bác ngắm từ xa này. Nhìn chiếc đài nó rất là cân đối và nó đều màu. Chúng ta sẽ để ý cái phần chrome các bác nhá. Cái phần chrome ở hai bên loa thì chúng ta đã quan sát rồi. Và chúng ta sẽ quan sát qua phần chrome của các cần gạt này. Các bác để ý này. Đấy, các cần gạt này. Nút chức năng này. Các băng tần của radio. Dò sóng này. Rồi cái tổ hợp phím của phần băng cassette này. Đấy. Rồi những cái phần chrome ở trên những cái đường kẻ, trên đường cửa băng, rồi các nút nhấn này. Đấy, tất cả nó đang còn rất đẹp. Phải dùng từ là rất đẹp các bạn ạ. Và sau đây em Tuấn sẽ test cái đài này. Và trước khi đến cái chức năng test thì em sẽ giới thiệu qua một số cái chức năng bằng cần gạt. Chúng ta sẽ có một cái volume đầu tiên nhá. Này là to nhỏ này các bác này. Cái này là cân loa trái phải này. Cái này là bát trung tép nhá. 5 cần gạt equalizer. Cái này là nút chức năng chính nha các bác nhá. Băng dây này, radio và line in. Đấy, bên này là 3 băng của radio gồm có AM, FM và TV. Thì ở Việt Nam mình chúng ta chỉ dùng AM và FM thôi. Đây là dò sóng này. Ở đây chúng ta sẽ có một nút tắt mở nguồn ở đây. Chúng ta tắt đi thì đèn đỏ nên nó sẽ tắt đi này. Chúng ta bật lên nó sẽ báo đỏ ở đây. Và chiếc đài này chạy điện 100V các bác nhá. Ở đây chúng ta sẽ có tổ hợp phím của phần băng cassette. Đấy. Rất là hay. Và ở dòng này thì nó có nút vớt ở đây các bác nhá. Đấy, nút auto đi vật và bên này có chế độ vật này. Đấy, thích vật một bài hoặc là vật vật đi vật lại. Đấy, dòng này thì nó có một chức năng hay hơn của dòng W600 là nó có thêm cái chức năng auto đi vật. Ok, và phía đằng sau. Tất cả là dây rắc nguyên zin hết nhá. Dây là dây zin của Nhật này, nắp pin này, rắc line in, rắc nguồn. Nguồn 100V các bác nhá. Dây loa. Ok, và chúng ta sẽ đến với đoạn test chức năng băng cassette của chiếc đài này. Chúng ta sẽ test một cuốn tiếng hát của Mạnh Đình nhé. Xinh màu nắng, má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nỗi
nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn. Nút chế độ vật hoạt động rất tốt nhé. Ai vui em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tiếng rất là hay và chế độ auto revert đang hoạt động rất tốt. Và em Tuấn sẽ test qua phần chức năng của cửa số 2 nhé. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối. Tiếng hai cửa băng chạy rất là tốt. Và sau đây em Tuấn sẽ test qua phần radio. Và trước khi đến radio thì em Tuấn sẽ kéo cái dứt anten lên nhé. Chiếc này bắt radio rất là nét. Ok, và chúng ta sẽ gắn nút chức năng này lên trên. Cái khả năng, năng lực của doanh nghiệp với cái sản phẩm mà chúng ta... AM trước này. Vâng. AM. Và ai sẽ thực hiện cái đó? Ý thứ tư là when. Khi nào? Where. Ý thứ năm là where. Làm ở đâu? Không khí là ánh sáng, âm nhạc, ý tưởng và ẩm thực. Với chủ đề tổng thể là thiên nhiên, các hình ảnh được chiếu trên bề mặt các công trình kiến trúc cũng là những hình ảnh gắn với thiên nhiên. Có tổng cộng khoảng 300 sự kiện. Ánh sáng trải dài trên một khu vực. Em. Em đã phật mẹ, đau thương vẫn là đau thương. Năm 2023 còn có 67 buổi biểu diễn âm nhạc tại nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố Sydney và nhiều buổi hội thảo hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Modern Talking đã được ca sĩ Việt Sơn thể hiện ca khúc mà bắt rất là nét các bác nhé. AM và FM bắt rất là tốt. Và chúng ta sẽ test qua phần kết nối line in. Dòng đài này có đôi loa nhìn thì nó cũng khá là nhỏ thôi, thế nhưng mà chất âm của nó ra rất là tốt và công suất của nó cũng tương đối là hay các bác nhé. Cũng cực kỳ là mạnh đấy các bác ạ. Đấy, các bác nghe thử nhá. Khi nghe qua line in thì chất âm cực kỳ là hay luôn. Tiếng rất là hay. Nó cho chúng ta có một sự mềm mại đặc biệt và chi tiết nhá. Thì các bác thích nghe to thì chúng ta chỉnh lên một tẹo này. Tiếng rất là hay. Đấy, bát trung tép này chúng ta điều chỉnh rất là ok. Ta thường lang thang một mình. Tiếng rất hay. Nhìn nỗi ưu tư vây chặt hình hài. Giờ âm thầm dòng buồn qua phố, dịu nào vui cho mình không nhớ những cuộc tình vừa chấp cánh bay xa. Ta thường hỏi ta ngàn lần, đời có vui không khi tình rượu nồng? Tại sao tình yêu thường gian dối, bạn bè đâu sao tìm không tới? Khi tàn cuộc vui đời chẳng bàn tay rồi. Ok, và em Tuấn xin phép được dừng video test trước đài Sony VK660 ở đây. Đây là một dòng nâng cấp của VK600 mà trước đây em cũng đã từng giới thiệu ở trên kênh rồi. Và giá thì em giao lưu với giá rất là tốt và giá không đổi các bác nhá. Đúng ra chiếc đài này thì nó nhỉnh giá hơn con VK600 một xíu, thế nhưng em có sưu tầm giá nó hợp lý nên là cũng để bằng giá con VK600 hôm trước. Là chiếc này là chiếc VK660 và em đang giao lưu với giá là 6.500.000 đồng. Bao ship cho các bác, tặng các bác hai cuốn băng cho bác nào chuyển khoản đủ cho em Tuấn nhá. Và tất nhiên dây rắc đầy đủ. Còn bác nào mà cọc tiền từ 1 triệu thì em sẽ giảm xuống chỉ còn tặng các bác một cuốn băng thôi. Đấy, phải ưu tiên bác nào mà đã mua hàng bên em và đã tin tưởng cửa hàng. Đấy, cái tiền mà em ship code hộ đấy thì em sẽ tặng các bác thêm một cuốn băng. Nó rất là công bằng. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video và
Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.